Bật đúng lúc là được đúng không? Phải bật máy trước à? Bật máy trước phải. Nhưng chiều nào cũng được hay là một chiều thôi? Dạ. Chiều nào cũng được à? Chiều nào cũng được. Bên này là nó mình ấn, bên này là kiểu mình ấn thì nó mới chạy đi anh. À. Đấy còn bên này nó chạy tự động đúng không? Khi nào nó mới ra bán? Nó đẩy bao giờ nhiều nhiều bán mới đẩy ra. Cái này ra ít bán. Chào người ta. Rút nhiều không hay là rút ít một à? Rất là nhiều mà. Em tay em cầm được nhiều. Êm nhỉ? Một quả táo hay hai quả đấy? Một quả. Nhiều nước nhỉ? Không, cái này 29 tệ thôi. Ừ. Vẫn nóng rồi. Vẫn đang nhiều nước rồi, hết thôi. À, vệ sinh thì là phải lấy cái màng ra, rút cái màng ra. Vệ sinh thì rút những cái lõi như lúc nãy ra, xong nó có cái chổi để anh đánh. Cái này đã thêm hết rồi đúng không? Hết rồi đấy. Ồ, xịn phết nhỉ? Một quả táo chỉ có từng cái bã thôi. Một táo tí bã thôi. Ui, một quả táo.